Kính thưa quý vị, cuộc triển lãm dành cho người và chó. Viên bảo tàng Coptertis Cabinet của Bá Linh bình thường không cho chó vào, nhưng trong mùa hè này, cuộc triển lãm đặc biệt gọi là Gone to the Dogs đã được mở cửa dành riêng cho bản thân bốn chân của loài người. Là vào chiều thứ năm, những người chủ chó trong thành phố đã được mời mang theo chó cưng của họ. Rất nhiều những tác phẩm được trưng bày ở tầm mắt của một chú chó nhỏ và chủ của chúng nói họ thật là vui mừng về ý tưởng này. Tuy nhiên, không có cô chú chó nào được cao hơn 50cm do từ tầm cỡ nhỏ của cuộc triển lãm và chỉ có 15 con chó có thể viếng thăm trong một lúc, theo như luật lệ của Viện Bảo tàng. Vào lúc ban đầu, Viện Bảo tàng dự định mở cửa trong 4 buổi chiều đặc biệt khi chủ và chó cưng của họ có thể đến thưởng thức, nhưng đã tăng cường lên 6 tuổi vì rất nhiều người ghi danh tham dự. Viện Bảo tàng cho biết mục đích của chương trình của mùa hè là giới thiệu những chủ đề phổ biến trong nghệ thuật và lịch sử văn hóa đến du khách, trong những tháng mà mọi người có thời gian thưởng thức văn hóa